Chào mừng các bạn đã đến với channel làm giàu ở Mỹ, mình là Thắng Hôm nay là một ngày rất là tốt đẹp và rất là hào hứng ở trên thị trường chứng khoán Mỹ Cả hai chỉ số Nasdaq và S&P 500 đều đạt được các mức kỷ lục mới Đặc biệt là chỉ số Nasdaq Đây, chỉ số S&P 500 thì vừa rồi đã đạt được rất nhiều mức kỷ lục mới Nhưng mà Nasdaq thì từ tháng 10 năm 2021 đến bây giờ nó vẫn chưa cao đạt cái mức kỷ lục mới mà nó đạt được từ tháng 10. Cho nên là hôm nay là ngày đầu tiên mà Nasdaq đã vượt qua được chính nó và đạt được một cái mức kỷ lục mới. Những cái những cái mức kỷ lục mới ngày hôm nay ở trên thị trường chứng khoán Mỹ thì do là cái chỉ số làm pháp của báo cáo cho tháng 1 năm 2024 thấp hơn so với à, thấp hơn so với tháng 12. Cho nên đó là một cái tín hiệu rất là tốt lành cho cái chỉ số làm pháp và tình hình làm pháp ở Mỹ. Thì trong cái tình hình mà thị trường chứng khoán Mỹ vẫn tiếp tục tăng ở những cái mức kỷ lục mới như thế này, rất là nóng thì cái câu hỏi thường xuyên trong cộng đồng của mình á, thì là có nên mua hay là không bởi vì nó cao như vậy mà mua thì là giá đắt quá thì nếu mà sau này mình bán á, có khả năng là sẽ không có lời mà nếu có lời thì sẽ không có lời nhiều thì những cái câu hỏi này nó đến từ cái, cái cái chuyện thông thường của nhiều người trong cộng đồng của mình khi đầu tư chứng khoán Mỹ thì chỉ muốn đầu tư theo một cái lời nhuận ngắn hạn tức là muốn mua bây giờ nhưng mà cuối năm là sẽ được lời hoặc là năm sau là sẽ được lời cho nên cái việc mua với giá thấp và bán với giá cao trong một cái thời gian ngắn hạn như vậy rất là quan trọng nhưng mà mình hy vọng là những cái video của mình và việc các bạn xem các cái video của mình hàng ngày giúp cho các bạn cảm nhận ra được rằng á đầu tư chứng khoán Mỹ thì phải đầu tư an toàn và lâu dài. Thì nếu các bạn đầu tư lâu dài và an toàn thì cái việc chứng khoán Mỹ nó tăng trong ngày nay nó đạt được những cái kỷ lục mới trong ngày này liệu có quan trọng hay là không? Thì hôm nay mình muốn chia sẻ một cái lời khuyên từ Warren Buffett và ông đã khuyên trong cái lá thư gần đây nhất mà ông gửi cho các cái người shareholder của Berkshire Hathaway Warren Buffett thường viết những cái lá thư rất là dài, thông thường là vào đầu năm để gửi cho những người sở hữu các cổ phiếu của Berkshire Hathaway chia sẻ các cái quan điểm đầu tư của ông, các cái triết lý đầu tư của ông và có nhiều khi là những cái triết lý sống của ông và cái việc đó mình cảm thấy rất là rất là hay khi mà được tham khảo các cái quan điểm sống và các cái triết lý sống của Warren Buffett là một người một nhà đầu tư rất là đặc biệt và một nhà đầu tư như là một cái huyền thoại của thế hệ của chúng ta. Thì ngày hôm nay mình muốn chia sẻ cái lời cái một cái lời khuyên của Warren Buffett trong cái lá thư gần đây nhất của ông cho những cái người cổ đông của Berkshire Hathaway. Mình nghĩ cái lời khuyên này nó khá là hợp thời nó khá là trung hợp trong ngày hôm nay là một cái ngày mà chứng khoán Mỹ đã tăng giá và đạt được cái kỷ lục rất là cao thì các bạn sẽ quay có thể là nếu mà Warren Buffett trong một cái ngày như thế này thì ông sẽ làm như thế nào cho những cái quyết định mua bán cổ phiếu của ông và cuối cùng là mình muốn chia sẻ với các bạn cùng trong cái lá thư đấy thì Warren Buffett có chia sẻ tám cái cổ phiếu mà ông cho rằng Berkshire Hathaway và chính bản thân ông muốn nắm giữ tám cái cổ phiếu này mãi mãi không bao giờ muốn bán tám cái cổ phiếu này cả thì cái này cũng rất là hợp với là cộng đồng của mình bởi vì cộng đồng của mình là những người đầu tư lâu dài và an toàn ở trên thị trường chứng khoán Mỹ cái chiến lược mà mình hay hướng dẫn mọi người đầu tư an toàn và lâu dài trên thị trường chứng khoán Mỹ là mua cả cái quỹ chỉ số, mua cả cái ETF cho cả thị trường, đặc biệt là S&P 500 với là à các cái quỹ etf cho cái ngành công nghệ hoặc là cái ngành semiconductor bởi vì mình nghĩ những cái ngành đó nó sẽ có một cái triển vòng rất là lâu dài một cái trường vòng thành đạt và thành công rất là lâu dài ở trên thị trường chứng khoán mỹ nhưng mà warren buffett thì là uh, có chia sẻ tám cái cổ phiếu của tám công ty đơn lẻ mà ông có thể nắm giữ lâu dài nắm giữ mãi mãi không không bao giờ muốn thay đổi cả thì mình nghĩ đó cũng là một cái cách tiếp cận rất là hay cho nên mình muốn chia sẻ tám cái cổ phiếu này với cộng đồng của mình nếu các bạn không muốn đầu tư vào các cái quỹ an toàn như là VOO, VGT hoặc là SMS như mình thường hay chia sẻ mà các bạn prefer các bạn thích hơn là đầu tư vào các cái công ty uh, đơn lẻ bởi vì các bạn nghĩ rằng các cái công ty đơn lẻ này nó tăng và nó tăng thì cũng tăng nhiều hơn và nó sẽ cho bạn nhiều lợi nhuận cao hơn thì mình nghĩ tham khảo tạm cái cổ phiếu mà Warren Buffett nói rằng ông muốn nắm giữ mãi mãi cũng là một cách để cho các bạn uh, lựa chọn thêm tham khảo thêm nếu mà các bạn rất thích các cái cổ phiếu của các công ty đơn lẻ. Alright. À, trước khi mình đi vào phần chi tiết của ngày hôm nay, nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem channel của mình thì channel của mình tập trung vào ba chủ đề, mình chia sẻ các mẹo tài chính để tăng thu nhập, để giảm chi phí và đặc biệt là mình làm rất là nhiều các cái video để hướng dẫn cho tất cả cộng đồng người Việt ở Mỹ và ở khắp tất cả các nơi trên thế giới có thể đầu tư an toàn và dài hạn trên thị trường chứng khoán Mỹ bởi vì thị trường chứng khoán Mỹ là một cái thị trường chứng khoán thành công nhất và năng động nhất với cái mức tăng trưởng khoảng 10 đến 11% mỗi năm trong 100 năm vừa qua và mình tin tưởng rằng trong 40 50 năm tới thì nó cũng sẽ tăng trưởng đến 10 đến 12 13% mỗi năm. 10 năm vừa qua thì nó đã tăng trưởng đến 14% mỗi năm những cái mức tăng trưởng rất là tốt. Và mình tin rằng chỉ có cách đầu tư an toàn và dài hạn trên thị trường chứng khoán Mỹ thì mới làm cho tiền của mình được đạt ra được nhiều tiền hơn một cách an toàn nhất và lâu dài nhất và làm cho tất cả chúng ta, cộng đồng người Việt ở trên toàn thế giới có thể trở nên giàu có hơn và thịnh vượng hơn. Và nếu đó là những cái chủ đề mà các bạn cũng quan tâm thì các bạn nhớ bấm nút đăng ký kênh để mình có thể gặp nhau thường xuyên hơn nữa. Mình thường ra video vào mỗi ngày. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Alright, bây giờ mình quay trở lại với câu chuyện của ngày hôm nay. Một ngày rất là hào hứng và tư đạt trên thị trường chứng khoán Mỹ. Ngày hôm nay, thị trường chứng khoán Mỹ đã đạt được những cái kỷ lục rất là tốt. Ở đây các bạn thấy cái tiêu đề của ngày hôm nay gọi là chỉ số S&P 500 và Nasdaq đã hit fresh record, tức là đạt được các cái mức kỷ lục mới. Và ngày hôm nay cũng là một cái ngày rất đặc biệt, đó là ngày 29 tháng 2. Bốn năm một lần thì mình mới có ngày 29 tháng 2 này, cho nên ngày này được xem như là ngày cho thêm uh, trong năm này. Và đây là cái ngày cực kỳ tốt đẹp ở trên thị trường chứng khoán Mỹ. Thì ở đây các bạn thấy là uh, cái chỉ số Nasdaq đã tăng 0,9% và nó kết thúc ngày này với ở cái mức là 16.091,92 điểm và đây là cái mức cao record à, đây là một cái mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2021 cái lần gần đây nhất mà nó đạt được cái mức cao record cái mức kỷ lục mới là tháng 11 của năm 2021 tức là cách đây như vậy là cũng khoảng hai hơn 2 năm rồi thì bây giờ cái chỉ số Nasdaq với cái sự tăng trưởng của ngày hôm nay nó mới đạt được mức cao tương tự như vậy và cái chỉ số S&P 500 thì cũng tăng 0,5% và kết thúc ở 5.095,88 điểm tức là gần 5 một điểm chỉ cách đây mới khoảng 2-3 tuần thôi thì nó mới tăng được lên 5.000 thì bây giờ nó đã gật thêm vào được thêm 100 điểm 100 điểm nữa, một cái mức tăng rất là ngoạn mục và đây cũng là một cái kỷ lục mới. À, cái chỉ số Dow Jones thì tăng ít hơn và nó chỉ tăng khoảng 0,1% thôi. Như vậy là cả hai chỉ số Nasdaq và S&P 500 thì có cái tháng 2 tốt nhất kể từ năm 2015. Năm 2015 là cái năm mà hai chỉ số này nó cũng có những cái mức tăng trưởng rất là ngoạn mục cho tháng 2. Và đây là cái tháng 2 tốt hơn cái tháng 2 vừa tháng 2 của năm 2015 nên đây là một ngày rất là tốt lắm một trong những cái lý do mà các chỉ số trên thị trường chứng khoán Mỹ đều tăng ngày hôm nay là bởi vì cái chỉ số làm phá được các quan chức ở ngân hàng Dự trữ trung ương rất là quan tâm uh, theo dõi nó đã ngùi đi vào uh, cho tháng 1 năm 2024 bây giờ mình ở ngày cuối cùng của tháng 2 thì người ta mới có cả những cái báo cáo của tháng 1 thì các bạn thấy ở đây cái chỉ số personal consumption expenditure thì nó đã tăng 2,4% tháng 1 năm nay so với tháng 1 năm ngoái và đây thì nó giảm cái mức tăng của tháng 12 năm 2023 so với tháng 12 của năm 2022 thì nó tăng đến 2,6%. Cho nên các bạn thấy cái chỉ số này nó đã giảm đi một chút. Thay vì 2,6% thì nó chỉ còn tăng 2,1 2,4% mà thôi. Cái chỉ số core À, cái chỉ số làm phát mà mà quan trọng á, mà cái chỉ số này thường được các quan chức ở Ngân hàng Dự trữ Trung ương chú ý nhiều hơn. Đặc biệt là cái ông uh, tổng đốc là ông Gerald Power uh, thì nó tăng chỉ 2,8% của tháng 1 năm nay so với tháng 1 năm ngoái và cái mức này thì nó cũng thấp hơn là cái mức 2,9% của cái tháng trước. thì như vậy các bạn thấy cả hai cái chỉ số rất là quan trọng để phản ánh cái tình hình làm phát ở nước Mỹ đều giảm tháng này giảm cái mức tăng của tháng này so với cái mức tăng của tháng trước thì đó là những cái tin rất là tốt lành rất rất là tốt lành à, tuy nhiên những cái những cái những cái bàn tảng ở trên thị trường chứng khoán cũng như là trên nền kinh tế thì là các ngân hàng gì các quan chức các ngân hàng dự trữ trung ương á thì vẫn nói là tăng giảm thì rất là tốt nhưng mà nó vẫn còn rất là xa so với mức hai phần trăm bởi vì cái mức mà họ muốn nhắm tới là cái mức hai phần trăm chứ không phải là hai phẩy tám phần trăm cũng không phải là hai phẩy bốn phần trăm cho nên là họ vẫn nói á là việc gì mà phải gấp nếu mà nó chưa tăng nếu mà nó chưa giảm xuống cái mức gần hai phần trăm như vậy thì cứ chờ mà xem cái đạt chứ họ vẫn chưa muốn à, giảm lãi suất ngay lập tức thì đã có những cái bàn tảng ở trên thị trường chứng khoán cho rằng ngân hàng dự trữ trung ương có thể là sẽ giảm xuống từ 3 lần họ dự định là sẽ giảm lãi suất 3 lần trong năm này nhưng mà có khả năng là họ sẽ giảm xuống từ 3 lần xuống chỉ còn hai lần mà thôi thì tất cả những cái bàn tảng và những cái những cái uh, cuộc thảo luận như vậy đều không có chính thức bởi vì ngân hàng dự trữ trung ương vẫn chưa đưa ra những cái lời phát biểu cuối cùng của họ thì sợ muộn gì họ cũng sẽ đưa ra các cái lời phát biểu nhưng mà đây là những cái tin rất là tốt lành khi mà các cái chỉ số làm phạm này càng ngày nó càng giảm mặc dù nó vẫn chưa giảm xuống được cái mức mà họ mong đợi là hai phần trăm nhưng mà đi theo cái chiều hướng đó thì cũng là một cái chuyện rất là tốt rồi và trong bối cảnh như vậy thì thị trường chứng khoán rất là hào hứng các cái chỉ số đều tăng như các bạn đã thấy khi mà thị trường chứng khoán nó tăng Đà nó tăng theo những cái mức kỷ lục như vậy á, thì tình hình rất là tốt, mình rất là vui mừng, nhiều người rất là vui mừng Nhưng mà còn rất là nhiều người trong cộng đồng của mình là những người rất là muốn cánh để mua lúc mà nó có giá thấp nhất Và các bạn mà muốn cánh để mua có giá thấp nhất thì đây là một cái ngày không tốt lắm Bởi vì một cái ngày như thế này là trình khoản nó tăng rất là cao Mà các bạn lại muốn cánh lúc mà nó giảm thì đây không phải là cái ngày giảm cho nên là các bạn lại không có mua được và các bạn không có hào hứng lắm thì vì vậy cho nên mình liên tục nhận được các cái câu hỏi ngày hôm nay có mua được không bây giờ đã mua được chưa những cái câu hỏi như vậy lần đến từ các bạn do cái cách đầu tư của các bạn từ trước đến giờ đã quen về việc là cánh lúc mà mua về giá thấp để bạn lúc nó giá cao thì ai mà không muốn như vậy nhưng mà thật ra cái đạt được cái chuyện đó là hầu như là không tưởng Người nào mà cố gắng canh, càng cố gắng canh Giống như mình gần đây mình đã có một kinh nghiệm mà mình chia sẻ với tất cả các bạn và nhiều bạn cho rằng là Mình tham thì thăm cho nên là mình nói kiểu gì thì cũng sẽ có người này nói ra và người kia nói vào cả. Nhưng mà mình vẫn cứ chia sẻ bởi vì mình nghĩ đó là những cái bài học mà nó rất là quan trọng với mình để cho mình nhớ lâu hơn và cũng quan trọng, mình hy vọng là cũng quan trọng đối với nhiều người khác trong cộng đồng của mình lúc mà mình cắn để mình bán cái cổ phiếu của Nerd wallet của mình á mình đã muốn bán với giá khoảng 15 đồng hoặc là nhiều hơn 15 đồng một chút là mình đã hạnh phúc rồi bởi vì mình mua chỉ có 7,5 đồng thôi cho nên mình nghĩ sau 3 năm mà nó được gấp đôi là đã tốt rồi và thay vì là mình bán trước khi cái ngày mà nó công bố à, kết quả kinh doanh của họ cho quỹ vừa rồi thì trước khi nó công bố thì cái giá nó đã tăng lên được gần 16-17 đồng thì khi đó mình bán đi thì có phải tốt hơn không? Bởi vì cái mức mong đời của mình là chỉ 15 Mà nó đã tăng thẳng 16, 17 thôi thì bán đi Nhưng mà mình lại tham, mình canh Bởi vì mình nói lên nó mà đã tăng như vậy Thì chắc là nó thông báo kinh doanh Và lời uh, nó nó chia sẻ chỉ doanh thu và lợi nhuận của nó Thì dạ nó sẽ uh, tốt hơn nữa Nếu như mà nó đạt được doanh thu và lợi nhuận Thì nó có khả năng sẽ lên được 18, 19, thậm chí là 20 Mình tham và mình canh như vậy Ai ngờ đến khi nào thông báo doanh thu và lợi nhuận thì không có tổ mà không tổ toàn diện luôn, doanh thu cũng không đạt, lợi nhuận cũng không đạt và cục đưa ra những cái dự báo tương lai là cũng đáng tội hơn là kỳ dự báo hiện tại họ có cho nên trong cái bối cảnh như vậy thì chắc chắn là cái chứng nó sẽ cái cổ phiếu nó sẽ giảm thì ngay lập tức nó sẽ giảm từ mức 16,8 chứ xuống còn mức 16, 15 và nó giảm 15,6, 15,4, 15,3. Trên cái đa giảm như vậy thì mình cũng hoảng loạn bởi vì mình muốn bán ở mức 15 mà mình không muốn nắm giữ lâu hơn được nữa, cho nên mình muốn bán và miệng là nó được 15 thì mình sẽ bán. Thì cái đó mình hoảng loạn mình bán luôn. Mình bán luôn trong cái ngành mà nó thông báo duyệt kết quả doanh thu và lợi nhuận thì mình bán mình bạn thì mình bạn được 15,3 thì đối với mình là cũng không có tồi tệ lắm. Thì mình nói thôi mình muốn 15 mà mình tham mình đời thì bây giờ mình bạn lúc 15,3 thì thôi cũng 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 được. Mặc dù mình cũng hơi buồn. Nhưng mà cái mà mình buồn nhất á là mình bạn trong cái khi bạn thảo như vậy đến cuối ngày tức là lúc đó mình đang ở Việt Nam mình ngủ dài vào lúc 7 giờ sáng thì đến 7 giờ tối ở bên này thì giá của nó đã tăng ngược lên là 16,56,8 16 rồi vậy là mình vò đầu bứt tai mình tức và mình cũng rút ra được một bài học là đừng có tham mà cắn thị trường càng cắn thì càng mất cho nên mình chia sẻ với các bạn thì rất là nhiều bạn nói mình như vậy thì đâu còn mất hoặc là như vậy thì chỉ làm video để khoe của chứ đâu có gì hay ho cho nên mình nghĩ là mình làm cái gì đi nữa thì cũng sẽ có người thích và có người không thích thôi thì là nó là cái bản chất của vấn đề thì thôi mình cũng không mua nhưng mà mình chia sẻ cái câu chuyện như vậy thì đối với những người mà muốn cắn thị trường như vậy á thì ngày hôm nay sẽ là một cái ngày không hay lắm bởi vì ngày hôm nay tất cả đều lên cả thì các bạn không mua được thì trong bối cảnh đó rất là nhiều bạn hỏi là có nên mua bây giờ không hay là nên đợi thì mình muốn chia sẻ một cái lời khuyên của warren buffett và warren buffett là đưa ra cái lời khuyên này trong cái lá thư gần đây nhất mà ông gửi cho những cái nhà cổ đông của Berkshire Hathaway. Đây là một cái việc mà Warren Buffett làm hàng năm. Năm nào ông cũng gửi một cái lá thư như vậy cả và thường cái lá thư của ông thì rất là dài. Năm nay hình như là đến 18 19 trang dạy là nó rất là dài và trong cái lá thư đó thì ông chia sẻ rất là nhiều các cái quan điểm đầu tư của ông và các cái triết lý sống cũng như là triết lý đầu tư của ông và thường những cái lá thư này nó có rất là nhiều các cái À, nó có rất là nhiều những cái lời khuyên và những cái sự nhận xét cực kỳ sâu sắc, cực kỳ tinh tế và rất là nhiều bài học được rút ra từ những cái lá thư này của ông. Trong cái lá thư của năm nay á, thì cũng tương tự như vậy, có rất là nhiều bài học và có rất là nhiều các cái kinh nghiệm sâu sắc mà mình nghĩ là rất là nhiều người có thể hưởng lời được từ cái chuyện đấy. Thì có một cái câu nói mà ông ông chia sẻ trong cái lá thư này và mình nghĩ cái câu nói này thì nó khá là hợp thời vào cái ngày này khi mà một chứng khoản nó tăng cao như vậy và mọi người không biết có nên mua là nên đợi ông nói rằng á, là ông không thể nhớ I can't remember a period since March 11, 1942 ông nói là ông không thể nhớ một cái thời điểm nào kể từ ngày 11 tháng 3 năm 1942 tức là cách đây gần cả một gần cả 80 năm bởi vì bây giờ mình là 2024 mà cái này là 1942 thì nó cách nhau khoảng là 18 nó à, cách nhau gọi là cách đấy cả 82 năm. Thì ông không nhớ là có cái thời điểm nào mà ông không có phần lớn tài sản của ông là nằm ở trong chứng khoán, nằm ở trong cổ phiếu. Tức là hầu hết 82 năm vừa qua, lúc nào phần lớn tài sản của ông cũng nằm trong các cái cổ phiếu của các công ty cả chứ không phải nằm trong nhà cũng không phải nằm trong tiền mặt cũng không phải nằm trong kim cương cũng không phải nằm trong xe hơi cũng không phải nằm trong đất đai cũng không phải nằm trong Birkin bags thâu à, hết tài sản của ông lúc nào cũng nằm trong chứng khoán mỹ cả nằm trong các cái cổ phiếu của các công ty chứng khoán mỹ cả thì cái câu này nó cực kỳ sâu sắc bởi vì nó phản ảnh rằng á, là ông tin tưởng tuyệt đối không hề thay đổi về cái sức mạnh của nền kinh tế Mỹ và cái sức mạnh của cả công ty của Mỹ và cả cái cổ phiếu của các công ty ở trên thị trường chứng khoán Mỹ ông tin tưởng hầu như là tuyệt đối mà hầu hết tài sản của ông cho dù thị trường nó lên nó xuống nó quay vòng vòng nó kiểu gì đi nữa thì tiền của ông cũng nằm trong các cái cổ phiếu trên thị trường chứng khoán chứ không hề là sờ quả ruột tiền mặt cất ở nhà sờ quả mua vàng sờ quả mua đất đai sờ quả mua nhà cửa sờ quả mua kim cương không hề có cái chuyện đó tất cả tài sản của ông đều nằm ở trên các cái cổ phiếu ở trên thị trường chứng khoán mỹ bởi vì ông tin rằng đó là cái cách duy nhất để tài sản đó nó được sinh sôi nảy nở ra để được à có được lợi nhuận cao nhất và ông có một cái câu rất là nổi tiếng á là bạn phải làm sao để cho tiền của bạn đẻ ra được nhiều tiền hơn nữa ngay cả lúc bạn ngủ đó là cái câu nói của Warren Buffett và một cái câu nói cực kỳ nổi tiếng. Nếu như mà bạn không để cho tiền của bạn đã ra được nhiều tiền hơn ngay cả lúc bạn ngủ thì là bạn đã làm những cái chuyện rất là sai lầm, đặc biệt là với tiền của bạn và bạn phải cảm thấy rất là có lỗi với tiền của bạn. Bởi vì tiền của bạn, bạn không để cho nó sinh sôi nảy nở ra thì bạn đã phù nó rồi thì warren buffett có một cái câu nói như vậy và nó phản ảnh được á, là cái sự tin tưởng tuyệt đối của ông về nền kinh tế mỹ và về thị trường chứng khoán mỹ và các công ty nằm trong thị trường chứng khoán mỹ và chỉ có cách để tiền và tài sản của mình nằm ở trên thị trường cho nó sinh sôi nảy nổi liên tục thì mới tốt thôi còn nếu như mà để tiền nó nằm trong những cái chuyện nằm trong các cái tài khoản tiền bạc hoặc là vàng hay là à, ở cảnh sát ở nhà thì đó là một cái sự lãng phí rất là lớn cho nên và đây là một cái thời gian khá dài, 82 năm, thì các bạn thấy trong 82 năm đó có những năm thị trường cực kỳ tồi tệ và có những năm thị trường cực kỳ hấn phấn, lúc nào ông Cộng vẫn tiếp tục đầu tư cả, không có thay đổi gì cả thì ngày hôm nay là một cái ngày thị trường chứng khoán Mỹ rất là hấn phấn, rất là tăng cao. nhưng mà nếu các bạn là những nhà đầu tư lâu dài giống như mình thì tuần nào vào ngày thứ sáu là ngày mai mình sẽ vẫn tiếp tục mua ba cái quỹ VOO, VGT, SMS và gần đây thì mình cũng mua thêm Nvidia, AM và Facebook nữa thì đó là các cái cổ phiếu và các cái quỹ an toàn mà mình tin tưởng và mình mua là tất nhiên là mình sẽ phân dùng chỉ 10% tiền đầu tư của mình cho các cái quỹ an toàn chỉ có 10% là dành cho các cái cổ phiếu của các công ty đơn lẻ mà mình rất là thích và mình tin tưởng là nó sẽ có giá trị tốt và nó sẽ tăng trưởng tốt thì đó là những cái cổ phiếu của quỹ và những cái cổ phiếu uh, an toàn mà mình thường khuyến khích mọi người trong cộng đồng của mình nên mua các cái quỹ an toàn VOO, VGT và SMS và nắm giữ lâu dài 10 năm, 20 năm, 30 năm, thậm chí 40 năm, 50 năm thì cũng không sao cả bởi vì nó sẽ cho bà các cái mức lợi nhuận rất là ổn định và rất là tốt. Nhưng mà nhưng mà hôm nay bởi vì mình đang nói về Warren Buffett và trong cái lá thư mà ông gửi cho các cái cổ đông của Berkshire Hathaway thường niên như vậy á thì trong lá thư của năm nay á ông cũng chia sẻ thêm là tạm cái cổ phiếu mà ông nói là Berkshire Hathaway và ông sẽ likely hold forever tức là họ sẽ nắm giữ cả cái cổ phiếu này mãi mãi không có hề thay đổi gì cả thì các bạn biết rồi đối với mình thì mình muốn đầu tư vào các cái quỹ an toàn và nắm các cái quỹ này mãi mãi không có thay đổi gì cả ngay đến khi mà để mình đến tuổi về hưu không còn thu nhập từ các cái công việc làm nữa thì là mình vẫn tiếp tục đầu tư vào các cái quỹ này chỉ bán từ từ các cái quỹ này hàng năm để rút tiền chi tiêu mà thôi còn vẫn tiếp tục đầu tư vào các cái quỹ voo vgt và sms trong một cái thời gian rất là dài bởi vì mình tin tưởng tuyệt đối là các cái quỹ này nó sẽ năm nào nó cũng sẽ tiếp tục cho những cái khoản lợi nhuận rất là ổn định và rất là tốt cho mình nhưng mà có rất nhiều bạn là muốn đầu tư vào các cổ phiếu của các công ty đơn lẻ không biết là vì một cái lý do nào đó chắc là các bạn tin tưởng rằng các cái cổ phiếu công ty đơn lẻ khi mà các bạn tìm được các cái công ty tốt thì nó sẽ cho lợi nhuận tốt và cho lợi nhuận cao hơn lợi nhuận của các cái quỹ an toàn thì cũng có thể như vậy. Thì nếu mà các bạn chỉ thích các cái công ty đơn lẻ thôi thì đây là tám công ty mà Warren Buffett, một nhà đầu tư huyền thoại của thế hệ của chúng ta rất là yêu thích và đã phát biểu một cách rất là public là Berkshire Hathaway sẽ nắm giữ tám cái cổ phiếu này mãi mãi không bao giờ bán cả và ông đã nắm giữ cả cái cổ phiếu này một cái thời gian rất là dài rồi trong đó có hai cái cổ phiếu rất là nổi tiếng đó là American Express và The Coca-Cola Company và ông tin tưởng rằng hai cái cổ phiếu này là hai cái cổ phiếu mà nó công ty của nó cực kỳ tốt có những cái nền tảng rất là tốt không bao giờ thua không bao giờ xoay chuyển cả và và càng ngày nó càng tăng càng ngày nó sẽ càng giả, tăng trưởng tốt cho nên là ông đã mua hai cái công ty này rất là lâu rồi và ông sẽ vẫn tiếp tục giữ nó mãi mãi không có ý định bán gì cả à, cái cổ phiếu thứ ba là cái cổ phiếu gần đây mà Warren Buffett rất là thích và bắt đầu mua rất là nhiều thậm chí bây giờ là ông đã có được là 9,9% ở trong cái cổ ở nắm giữ cái công ty này đó là Occidental Occidental Petroleum đây là một cái công ty về oil and gas ở Mỹ và có cái mã là OXY thì đây là cái cổ phiếu gần đây Warren Buffett đã bắt đầu bắt đầu mua và mua khả nhiều cái công ty này và nó đã đứng là khoảng 27,8% Warren Buffett đã sở hữu gần đến 27,8% là một cái sổ một cái một cái sổ một cái sở hữu khá là lớn cho một cái công ty đơn lẻ và ông cũng rất mê cái công ty này và ông nhất định là ông không còn muốn bán cái công ty này và muốn giữ mãi mãi khi mà được hỏi là vì sao ông thích cái công ty này như vậy thì ông nói là có hai lý do lớn lý do thứ nhất á, là cái công ty này nó có một cái extensive oil and gas operation in the US tức là nó có rất là nhiều các cái hoạt động về về dầu hỏa và khí đốt ở nước Mỹ lý do thứ hai là lý do cũng khá là quan trọng thậm chí là có thể quan trọng hơn cái lý do thứ nhất là Occidental là cái công ty lớn nhất về carbon capture thì đây là một cái công nghệ mới mà giảm các cái, cái, lượng khí thải CO2 vào thị trường để có những cái environmental uh, impact và đây là cái công ty Occidental này là cái công ty lớn nhất trong và cái công ty hàng đầu trong cái lĩnh vực này và ông nghĩ là cái lĩnh vực này mặc dù nó chưa có được chứng minh 100% tức là cái công nghệ của nó chưa chưa có được sử dụng uh, rộng khắp nhưng mà ông nghĩ đấy công ty này có một cái vị trí rất là tốt và càng ngày nó sẽ càng tăng trưởng cho cái vị trí này nữa. cho à, nên ông nói là ở đây là cái technology này thì nó still unproven nhưng mà nó nếu mà nó được proven thì nó sẽ ở một cái vị trí cực kỳ tốt và đưa lại những cái giá trị rất là lớn cho cái công ty Occidental uh, uh, Occidental Petroleum này đó là công ty thứ ba năm cái công ty còn lại thì năm đây là năm cái công ty nằm ở nhật và năm cái công ty này nó giống như là nhau và warren buffett thì giữ khoảng 9% phần trăm trên mỗi công ty và vì sao chín phần trăm thì cái này cũng là một cái rất là rất là lý thú là bởi vì nếu mà bạn chiếm 10% phần trăm bạn giữ 10% phần trăm cổ phần trong cái công ty đó thì là bạn sẽ bạn sẽ được appoint một cái người director uh, trong cái board of director trong cái hội đồng quản trị của công ty. Và khi mà bạn có một người director và được ngồi trong hội đồng quản trị của công ty thì kỳ 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 hoạt động của bạn cho cái công ty này nó sẽ nhiều hơn, bạn sẽ có những cái hoạt động nhiều hơn. Thì Warren Buffett uh, trong năm cái công ty của Nhật này ông chỉ giữ là 9% thôi để không có để không phải vướng vào những cái hoạt động đó. Thì đó là Ito-chu. Marubeni, Mitsui, Mitsubishi và Sumitomo. Đây là năm công ty hoàn toàn của Nhật và ông nói là khi mà được hỏi là năm công ty này ông thích như thế nào, thì ông nói là nó cả năm công ty này đều operate ở highly diversified manner và nó tương tự như là cái công ty Berkshire ở bên Mỹ này của ông năm công ty này nó hoạt động ở rất là nhiều lĩnh vực có nhiều công ty là làm bài uh, tài chính uh, ngân hàng động tàu rồi consumer product tức là các cái công ty hàng tiêu dùng nhanh rồi retail nó hoạt động ở rất nhiều các lĩnh vực đầu tư bất động sản vân vân và nó rất là dụng bớt sai và ông nói á, là sử dụng cả năm cái công ty này á, thì nó hỗ trợ lẫn nhau nó coi như là một cái đế chế ở bên nhật và nếu mà các cái công ty này nó có những cái diễn biến tốt thì ông sẽ có điều kiện để đầu tư nhiều thêm vào các cái công ty này thì không khi mà ông chia sẻ tám cái cổ phiếu mà tám cái cổ phiếu mà Berkshire uh, với là warren muốn giữ mãi mãi á, là tám cái cổ phiếu này mà không hề được nhắc đến cái cổ phiếu apple trong khi apple á, là cái cổ phiếu mà hiện giờ là size nắm giữ lớn nhất trong cái portfolio của họ. Tuy nhiên trong những tháng vừa qua thì Berkshire đã bắt đầu bán cổ phần của Apple để thu lại tiền và ông đã bắt đầu bán cổ phần uh, ông đã bắt đầu bán nhiều cổ phần của Apple thì không biết có phải như vậy mà thật ra là ông chưa có những kỳ phát biểu nào chính thức về cái quan điểm vì sao là ông bán cổ phiếu của Apple và thu lại tiền như vậy và nắm giữ ít hơn cả cái cổ phiếu của Apple nhưng mà có lẽ như là nó cũng signal là Warren Buffett bắt đầu cảm thấy là những uh, Apple nó chưa có những cái đầm thái hoặc là chưa có triển vọng mà nó sẽ tiếp tục là cái công ty lãnh đạo trong kỳ và cái công ty hàng đầu trong các cái công ty về công nghệ ở Mỹ hy vọng mình nghĩ là uh, gần cộ, vừa qua thì các bạn cũng nghe tin đó là Apple đã chính thức là rút ra khỏi cái thị trường EV tức là electric vehicle uh, Apple đã đầu tư để xây dựng một chiếc xe electric vehicle tương tự như là Tesla để cạnh tranh trên cái mạng đấy nhưng mà gần đây họ đã, đã thông báo là họ chậm nhất họ không có tiếp tục đầu tư trong cái lĩnh vực đó nữa, thay vào đó thì họ chuyển tất cả các cái nguồn nhân lực của họ để tập trung vào cho AI, thì như vậy bà thấy lại thêm một tin nữa là cái cái trào lưu ai, ai là một cái chuyện rất là có thật và một cái chuyện rất là thực tế và nó sẽ tiếp tục ở đây và tiếp tục chi phối cuộc sống của tất cả mọi người trên toàn cầu trong những cái thập kỷ tới cho nên là hy vọng là với cái chuyện đổi hướng của Apple này á, thì Apple nó sẽ có những cái biểu hiện tích cực hơn. Bởi vì mình nghĩ Apple cũng là một trong những cái công ty nó rất là lớn rồi. Nhưng mà nó cũng khá struggle để có thể tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa. Bởi vì cái sản phẩm iPhone á, thì càng về sau này thì nó không có nhiều các kỳ, nó không có nhiều những cái phát minh mới lạ mà nó chỉ là tốt hơn được một chút xíu. Cho nên là kỳ cái, cái việc mua điện thoại iPhone nó đã bắt đầu giảm nhiều rồi và nó vẫn chưa có dấu hiệu là có những cái sản phẩm gì mới mà nó rất là exciting và nó rất là 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 tốt và lâu dài để cho cái công ty Apple nó càng ngày càng thống trị hơn trên thị trường được. Cho nên mình nghĩ trong một vài năm tới, một hai năm tới thì là cái hoàn cảnh và cái triển vọng của Apple nó cũng rất là thú vị có khả năng là nó sẽ giới thiệu những cái sản phẩm mới và nó sẽ tiếp tục đi lên theo cái cách mà nó đi lên trong 10 và 20 năm qua nhưng mà cũng có những khả năng là nó bắt đầu thụt lùi Uh, và chuyện đó thì nó cũng sẽ xác định lại, confirm lại là vì sao Warren Buffett đã bắt đầu bán dần dần cổ phiếu mà ông nắm giữ của Apple trong một vài tháng qua. Alright, mình hy vọng là mình đã chia sẻ những cái tin quan trọng và những cái uh, lời khuyên của Warren Buffett và những cái cái chia sẻ của Warren Buffett mà khả năng sẽ giúp được cộng đồng của mình có thể học hỏi được từ Warren Buffett và xem những cái lời khuyên đó, trong để cân nhắc những cái lời khuyên đó trong những cái quyết định đầu tư vào thị trường chứng khoán mỹ của mình. Đặc biệt là cả khi các bạn muốn đầu tư an toàn và lâu dài bằng cách nắm cả cái cổ phiếu của các cái quỹ an toàn mà mình thường hay hướng dẫn mọi người. Nếu mà các bạn thích cái video này thì giúp cho mình một nút like. Nếu các bạn có những cái suy nghĩ gì hay là những cái quan điểm gì, các bạn đồng ý hay là không đồng ý hoặc là có những cái câu hỏi gì cả, thì các bạn viết vào một comment giúp cho mình. Và nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì nhớ bấm nút đăng ký kênh giúp mình. Cảm cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo chào tạm biệt bye bye